Thanh Auto xin chào mọi người. Để gửi lời cảm ơn tới toàn thể quý khách hàng trong thời gian vừa qua đã luôn đồng hành ủng hộ cho salon. Thì ngày hôm nay em lại tiếp tục lên sóng thực hiện chương trình khuyến mãi tri ân cho các quý khách hàng bên em. Sở hữu chiếc Innova 2008 ngày hôm nay chỉ với cửa tiền hơn 100 triệu đồng một chút thôi mọi người nhé. 115 triệu đồng là các bác đã sở hữu chiếc Toyota Innova 2008 rồi. Sơn di thân vỏ màu bạc tư nhân biển thủ đô các bác này. Xe cam kết mọi người là không lỗi nhá, không có lỗi luôn. Và chắc chắn là trong thời gian tới thì em sẽ luôn luôn cố gắng để thực hiện nhiều chương trình khuyến mãi để tri ân cho các khách hàng hơn nữa nhé. Để mọi người, các quý hàng bên em sẽ luôn luôn nhận được nhiều ưu đãi nhất. Xe thì còn rất là đẹp luôn. Và những góp ý của các bác sẽ làm cho salon hoàn thiện hơn rất là nhiều. Nên mọi người hãy cùng để lại một comment góp ý để cho em có thể hoàn thiện salon hơn mọi người nhé. Thấy sơn xi thân vỏ rất đẹp luôn. Chiếc xe thì keo chỉ hơi lâu nhôm rồi, cột kèo cam kết các bác nguyên zin hết nhé. Máy số không gặp đại chất luôn. Và chiếc xe để tri ân này thì em sẽ dọn dẹp rất là kỹ nhé các bác nhé. Dọn dẹp rất là kỹ để cho các bác để sở hữu được chiếc xe với chất lượng tốt nhất, đăng kiểm mới tinh. Dàn lốp đi các bác này, dàn lốp đây. Bộ mâm này. Và xấu nhất của xe này có phần cột này thôi, phần cột A thôi nhá. À, phần cột A này thôi. Còn lại là đều còn rất là đẹp luôn, đều đẹp luôn. Em dọn rất là kỹ rồi. Đây. Về mưa này, tay nắm chân biển kính ốp gương mạ chrome này. Hệ thống khung gầm của xe này không có mục ngoằn một chút nào nhá, các bác yên tâm này. Em đã xử lý hết rồi. Phun sơn chống han gì hết rồi các bác này. Dàn lốp đây, rất ok đúng không ạ? Dàn lốp rất ok luôn nhá. Mâm này. Đăng kiểm mới, máy số khung gầm thì đại chất luôn. Đấy, táp lô táp ly này, rất là sạch đẹp các bác nhá. Màn hình can đùi khóa khiển đầy đủ hết rồi. Hai dàn điều hòa này, hàn điều hòa trên đỉnh trần này. Đây các bác này. Nội thất đây. Nội thất màu kem. Một mẫu MPV máy xăng đến từ chất lượng của Nhật thương hiệu Toyota. Đây một trong những mẫu xe rất là phổ biến rồi. Luôn luôn sở hữu chất lượng tốt và rất là đa dụng luôn. Sử dụng chạy dịch vụ đối với dòng xe này thì rất là ok các bác nhé. Trong dòng máy xăng thì em Innova thì luôn là mẫu MPV tiết kiệm nhiên liệu rồi. Luôn là tiết kiệm nhiên liệu rất rồi. Chất lượng tốt, hiếm có thấy những dòng xe Innova nào làm đường bao giờ các bác. Sơn xi thân vỏ thì rất là đẹp các bác nhé, rất là sạch đẹp rồi. 115 triệu đồng các bác đã sở hữu được chiếc Toyota Innova rồi. Đấy, mọi người cố gắng nhanh tay liên hệ thay anh. Số điện thoại 0354 152 888 nhé. Địa chỉ để xem xe trực tiếp là thôn Đại Uyên, xã Bạch Đằng, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Đây các bác này. Táp lô táp ly đây. Gương kính chỉnh điện này. Tôi sẽ cho mọi người xem tham khảo mặt khoang máy nhé. Để mọi người có thể hiểu hơn được về chất lượng của xe. Đây, lộ thấp đây. Rất là sạch đẹp luôn, vô lăng này. Vô lăng này. Một chiếc xe phiên bản Di đang full kịch gờ rồi. Di đang full kịch gờ. Với cửa tiền rất là hợp lý thôi. Đây mọi người hãy nhanh tay để sở hữu chiếc xe này. Đây, máy đây. Máy số thì không có đối thủ luôn các bác nhá. Khẳng định là máy số không có đối thủ luôn. Máy nổ rất là êm các bác nhá, không có rung giật gì cả đây. Không rung giật. Khoang máy khá là sạch sẽ rồi. Máy rất là chất là êm luôn này. Đấy, mọi người quan tâm thì cứ liên hệ cho Thế Anh nhé. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều.